giọt nước mắt anh Tài Công. Việc này xảy ra vào khoảng hơn 20 năm trước, lúc đó nhằm thời văn hóa đại cách mạng. Tình thế đất nước đang lửa bỏng dầu sôi. Năm ấy tôi vừa nhận công tác lái xe cho công ty vận tải của huyện. Đương thời toàn huyện có hai đảng đối nghịch, đảng Bó Đuốc và đảng Sóng Thần. Nhân viên trong công ty tôi đa số đều thuộc bên Sóng Thần. Phần tôi đối với chính trị không ưa xen dự vào. Khi đó mới sang thu, do thành phố đã muốn thực thi ba công trình lớn, nên đơn vị chúng tôi phải gấp rút làm việc. Công ty ra lệnh cho hơn 10 tài xế trẻ họp thành một tổ đi đến huyện lân cận, cách đó hơn 200 cây số, để chở vật liệu xây dựng. Chỉ có mình xe tôi lãnh nhiệm vụ chở gỗ. Do vậy mà hàng ngày khi đội xe xuất phát, tôi và các bạn tài công chỉ song hành bên nhau khoảng nửa lộ trình, sau đó thì rẽ theo đường riêng, ai nấy tự lo việc chuyên chở của mình. Tôi lái xe thẳng tiến theo lộ trình đến xưởng gỗ, và khi về thành là kẻ chạy đơn độc trên lộ trình. Từ huyện đến xưởng gỗ có hai con đường. Một con đường tráng dừa chạy êm, ngon, nhưng dài và xa. Một con đường đất gồ ghề quanh co, nhưng mau đến đích. Nếu đi đường tắt, tôi có thể tiết kiệm xăng vì rút ngắn được một tiếng. Thường thì lúc đi, tôi luôn chọn đường tắt, nhưng bận về thì chọn đường nhựa, bởi vì lúc này xe chở nặng, chạy trên đường gập ghềnh sẽ không an toàn. Thêm một điểm đáng ngại nữa là đi đường quê phải ngang qua một nghĩa trang rộng lớn chứa hơn ngàn ngôi mộ. Buổi sáng xuất phát chạy trên đường này thì tôi không sợ, nhưng khi về trời đã tối mà phải đi qua nghĩa địa một mình thì tôi không có can đảm. Nhưng có hai lần tôi chạy về trên con đường quê này trong đêm, và hoàn toàn không thể ngờ được rằng hai lần đó đã bất ngờ cứu mạng tôi. Lần thứ nhất, sau khi chất hàng xong thì trời đã nhá nhem tối, tất nhiên tôi phải lái theo con đường trắng nhựa. Nhưng vừa mới nổ máy thì bỗng thấy có con thỏ trắng to xuất hiện ở phía trước xe, làm tôi sinh hiếu kỳ, quyết định đuổi theo nó. Khi đó với tài công đều biết loài thỏ ưa chạy đường tắt, đặc biệt là khi có ánh sáng chiếu soi thì nó giống như bị ánh đèn xe thôi miên mê hoặc, cứ cắm đầu chạy mãi, chạy hoài cho đến khi kiệt lực mà chết. Vì vậy mới có câu đồn loài thỏ ngu. Tôi vô tình bị con thỏ này hút hồn nên đã đuổi theo nó một quãng rất xa. Lúc này trời đã tối, con thỏ đã mệt lả. Nó chạy tới một bia mộ thì dừng lại và gục xuống tại đó. Khi ấy tôi mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã lái vào con đường quê và hiện thời đang ở trong nghĩa trang. Tôi không ngăn được toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn làm gan xuống xe, bởi vì bóng dáng căng trắng của con thỏ đang ở rất gần, đủ để lôi cuốn tôi tiến đến gần nó. Khi tôi bồng con thỏ lên thì phát hiện nó đã chết. Tôi cũng kịp nhìn thấy trên bia mộ có khắc hàng chữ Kiều Tú Chăn. Khi cái tên này vừa đập vào mắt tôi, lập tức tôi nghĩ ngay, nằm trong bộ này ắt là một vị phu nhân nào đó. Trong lòng tôi thầm nói xin thành kính phân ưu. Rồi tôi vội leo lên xe, quýnh quán lái đi, chạy một mạch như điên như khùng, chỉ mong mau về tới nơi. Té ra chính trong đêm tôi lái vào con đường tắt đó, thì ngoài con đường nhựa tôi hay về thường ngày đã xảy ra sự cố, cầu sập bất ngờ. Do vậy mà có hơn 20 chiếc xe vì không phát hiện kịp thời mà bị rơi xuống vực, lãnh thảm nạn, xe nát, người chết. Và thời điểm phát sinh ra tai họa này chính là lúc tôi thường về và hay đi qua cầu. Tối hôm đó, sau khi tôi về tới nhà, hai đứa sinh thành vừa gặp mặt tôi đã bật khóc to. Khi tôi hay được tin cầu sập, nhiều xe lẫn người đều gặp nạn, thì lòng rất kinh hoàng. Tôi không ngờ mình may mắn thoát hiểm chỉ vì đuổi theo con thỏ. Do vậy, tôi không nỡ ăn thịt con thỏ đó. Cha tôi
đem nó đi chôn, biểu lộ chút niềm cảm tạ ân đức cứu tử. Lần thứ hai là sau đó khoảng hơn nửa tháng, xe tôi đến trại gỗ thì gặp có đám tiệc. Trưởng xưởng dồn dã mời tôi nán lại dự tiệc. Lúc tôi cáo từ, ông còn lấy một giò rượu ngon tặng tôi và bảo hãy đem về cho thân phụ chú uống nha. Lúc tôi ngồi vào buồng lái, mới hay là do mình ăn tiệc nên đã bị trễ 2 tiếng rồi. Hơn nửa chất men đang dần phát tác, dù uống rất ít nhưng tôi giống như người say nặng, không hiểu tại sao hay do ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại dè vào con đường quê mà đi. Thực tế thì khi về, tôi không bao giờ có ý muốn dài trên con đường tắt gồ ghề này, nhất là vào ban đêm. Hình như lúc đó trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ phải mau về tới nơi. Nhưng chạy được một quãng thì xe đột nhiên tắt máy. Tôi mày mò chỉnh sửa đủ cách mà xe không nhúc nhích. Tôi mệt đến hoa mắt, bởi lúc đó tôi vào nghề chưa bao lâu nên không có nhiều kinh nghiệm sửa chữa máy móc. Mà nơi xe dừng lại chính là khu nghĩa trang rộng lớn. Hơn nữa còn đúng ngay chỗ mà lần trước tôi đã nhặt xác con thỏ. 3 chữ Kiều Tú Văn khắc trên mộ bia nhìn rõ mồn một. Tôi nhìn chung quanh, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống nghĩa trang trông càng đáng sợ. Tim tôi đập nhanh vì cảm giác như có vô số đôi mắt đang nhìn trộm mình. Thế là tôi vội leo lên xe, cầm giò rượu lên, nốc ừng ực cho đỡ run. Sau đó tôi gục xuống tay lái và ngủ như chết. Sáng hôm sau, khi dần thái dương đã lên cao, tỏa những tia nắng óng ánh chiếu vào mặt tôi mới bừng tỉnh giấc. Nhìn xa xa, thấy các nông dân đang gặt lúa, tinh thần tôi dần ổn định. Tôi khởi động xe thử, vẫn không tìm ra chỗ hư, đành đi bộ đến xưởng gỗ. Họ liền phái thợ máy đến sửa xe cho tôi. Nhưng anh thợ tài ba này cũng không tìm ra chỗ hỏng, thế là phải nhờ xe cứu hộ kéo xe về lại xưởng gỗ. Do phải trải qua thời gian dài chỉnh sửa biệt mài nên tôi bắt buộc phải ngủ tạm lại đó. Thêm một ngày nữa trôi qua, đến ngày thứ 3, cuối cùng tôi cùng lái xe về đến nơi. Nhưng cảnh tràng tại đây càng khiến tôi kinh hoàng ngạc nhiên. Trong huyện, khắp các con đường trọng yếu đều có giải phóng quân trấn thủ. Từng đoàn xe cảnh sát mang biểu ngữ không ngừng hò hét chạy qua. Về tới công ty, tôi mới biết giữa hai đảng bó đuốc và sóng thần đã nổ ra quyết đấu. Kết quả hơn 200 người thương vong. Cơ quan tôi cũng có 18 nhân viên gặp nạn. Khi tôi về tới nhà, mẹ tôi bật khóc nói: "Trời có mắt mà, nếu như xe con không bị hư, biết đâu giờ này con cũng bị già lây và mất mạng rồi." Sau ngày hôm đó, công ty tôi đình chỉ, 3 công trình lớn trong huyện cũng không thể tiến hành. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến hôm nay, tôi từ chàng trai trẻ ngây thơ đã biến thành một ông tuổi hơn 40, đã có vợ con yên ấm. Qua mùa xuân 2003, cha tôi lâm bệnh nặng. Trong giờ phút ông hấp hối, mẫu thân bỗng thố lộ một sự thật khiến tôi chấn động bàng hoàng. "Con trai à, ta không phải là mẹ đẻ của con." Té ra bà không phải là chính thất của cha tôi. Hơn 40 năm về trước, cha và mẹ ruột tôi sống ở huyện lân cận. Khi sinh tôi ra được mấy ngày thì mẹ tôi bị bệnh hậu sản và lìa đời. Một năm sau, ba tôi tục nguyện với một quả phụ, giờ là mẹ hiện tại của tôi. Sau đó do công tác thuyên chuyển, cha mẹ tôi về đến trú ngụ tại thị trấn này. Sở dĩ mẹ tôi phải kể ra bí mật này là vì theo phong tục của quê tôi, khi cha tôi mất đi, chỉ được phép tán chung chỗ với người vợ cả, tức là mẹ ruột sinh ra tôi. Một tuần sau, cha tôi khép mắt vĩnh viễn. Dưới sự hướng dẫn của chú tôi, đoàn chúng tôi tiễn đưa linh quan cha về tận nghĩa trang quê nhà. Khi đến nơi, chú tôi chỉ vào một ngôi mộ và bảo: "Đây chính là mộ phần của mẹ ruột con."
Tôi vừa nhìn vào ba chữ Kiều Tú Văn khắc trên mộ thì ngây người ra và quỳ ngay xuống, rồi bật khóc to, khóc như mưa gió. Từ đó tôi phát thệ ăn chay, giữ ngũ giới, hành thiện phóng sinh, siêng năng tu trì pháp Phật, luôn gắng tạo thật nhiều phúc điện để hồi hướng đến cho ba mẹ. Tai nạn nửa đêm. Tôi là một phụ nữ họ Tăng, tốt nghiệp đại học khoa Trung văn, hiện đã kết hôn được 3 năm rưỡi và có một con trai. Nhưng tâm tư tôi lúc nào cũng khao khát được xuất gia. Do vậy mà mỗi khi tôi đi chùa thường bị chồng bất bình, dẫn đến gây cãi với nhau luôn. Vì chồng tôi cương quyết nói, ở nhà tôi cũng được, không cần phải xuất gia. Tôi không đồng ý nên thường tranh cãi với anh. Chồng tôi không chịu nổi bực phiền, có lúc nổi nóng đến phải đập ném đồ đạc hoặc bỏ ra ngoài nhậu nhẹt để giải quay. Do vậy mà gia đạo chúng tôi thường bất hòa, rối rắm. Cuối tháng 2 năm ngoái phát sinh một chuyện rất đau lòng là hôm đó chồng tôi đi vắng. Do anh phải túc trực thâu đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho phụ thân bị trúng gió, chỉ còn tôi và đứa con trai nhỏ ở nhà. Nào ngờ nửa đêm hôm đó, bỗng có một tên mặc y phục đen, bịt mặt, tay cầm mã tấu, đột nhập. Hắn xông thẳng vào phòng tôi, đánh tôi bị thương nơi đầu, dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi. Trước khi bỏ đi, hắn còn cướp đoạt tiền bạc tư trang của tôi. Khi ông xã về, tôi kể lại toàn bộ tai nạn cho anh nghe. Anh bừng bừng phẫn nộ, chấn động cực kỳ, rồi băng bó vết thương cho tôi, rồi đưa tôi đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, vì sợ tôi bị mang thai. Lần này tôi bị tai nạn thống khổ bất ngờ, trong lòng không ngừng cầu Bồ Tát gia hộ che chở, xin đừng có phong ba bão táp nổi lên trong gia đình tôi nữa. Sau tai nạn được nửa năm, tôi vẫn luôn nằm thế ác mộng, không những mơ thấy tên côn đồ đến xâm hại tôi, mà thậm chí mỗi khi ông xã muốn thân mật gần gũi thì tôi vẫn bị chuyện tên côn đồ làm nhục ám ảnh, nên luôn phản ứng kinh hoảng. Thậm chí tôi còn cho ông xã là tên côn đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Vì vậy tôi có thái độ rất chán ghét hành vi thân mật của chồng. Thậm chí đối với phái nam cũng nảy sinh đầy ác cảm. Không lâu sau đó chúng tôi dời về quê. Những ám ảnh về tai nạn đau thương trong quá khứ cũng dần phai nhạt. Hàng ngày tôi bắt đầu chí thành tụng kinh lễ Phật, trải qua một thời gian dài. Có lẽ tâm thành của tôi đã cảm động đến chư Phật Bồ Tát, nên cuối cùng vào năm ngoái, tôi được gặp vị sư phụ trí tuệ của mình. Ngài rất thông cảm về tai nạn của tôi trong quá khứ và hết lòng hóa độ tôi. Sư phụ đưa tôi lên chánh điện thắp hương và mời thỉnh quan gia trái chủ ra mặt để Ngài chủ trì giúp tháo gỡ quan kết. Lúc đó tôi cực kỳ thành tâm, tha thiết sám hối, nguyện cầu. Không ngờ chưa cảm được sự linh ứng hiển hiện. Chẳng mấy chốc thì quan gia thứ nhất xuất hiện. Có một đứa bé gá vào thân một tín đồ trong chùa, bày tỏ là cháu muốn tìm tôi, nhưng thái độ tỏ ra hết sức oán hận. Cháu nói mình là bé gái bị tôi phá bỏ, khiến tôi sợ thức kinh hồn vía. Sau đó tôi ngẫm nghĩ kiểm điểm, đột nhiên nhớ ra hồi đó chúng tôi vừa mới kết hôn xong, hai vợ chồng cùng bàn tính, sợ nếu có thai sớm sẽ không đủ kinh phí chăm lo nuôi dưỡng con, nên chồng tôi chọn phương án cho tôi uống thuốc ngừa thai mua ở tiệm thuốc tây. Nào ngờ uống thuốc xong thì thành ra phá thai, cũng không hề biết vì vô tình mà chúng tôi đã làm chết một sinh mạng bé bỏng bất hạnh. Sau đó bé gái này còn biểu thị vì muốn báo thù ác tâm của tôi, nó thường quấy phá, chọc cho con trai tôi khóc la ầm ĩ, hơn nữa còn làm cho cháu khóc rất nhiều. Hèn gì mà thằng bé vô duyên vô cớ cứ khóc thét hoài và khóc rất hung, có lúc còn tỏ ra bướng lì khó dại, chỉ ưa chơi một mình và hay cãi lời. Hễ bảo nó đừng chơi đồ nguy hiểm thì nó luôn làm ngược lại,
Thỉnh thoảng bé còn tự ý chạy ra giữa đường, mặc cho cha mẹ đuổi theo sau kêu réo, cháu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Có lúc còn hung tợn đánh lại mẹ. Do vậy mà nhiều lúc không nhẫn nổi, tôi phải đánh đòn thằng bé. Nhưng kể từ khi có duyên lành tiếp cận sư phụ và nghe niệm Phật, thì thằng bé hiền đi rất nhiều, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn, dễ dãi. Đây là hiện tượng rất lạ. Quan gia thứ hai là một cô gái. Cô nói rằng kiếp trước tôi là nam nhân. Và kiếp đó cô vốn có ý định không kết hôn và khao khát muốn đi tu. Nhưng do tôi nuôi ác ý muốn chiếm đoạt để có được cô, nên đã thừa dịp cưỡng hiếp, khiến cô mang thai và sinh ra một đứa con, làm cô ôm phiền muộn u uất mà chết. Vì tâm nguyện xuất gia đã bị tôi phá tan, nên cô ôm mối thâm thù đại hận cực lớn, luôn muốn báo oán tôi. Do vậy mà thần thức thường quanh quẩn bên tôi, luôn tạo ra đủ chướng ngại quấy phá, ngăn cản tôi tu hành, khiến tôi tâm tuy hướng Phật nhưng không bao giờ có cơ may được tiếp cận sư phụ hay nghe kinh thính pháp gì. Còn nữa, cô đã khiến cho hôn nhân của tôi rơi vào khổ não, bế tắc, vô phương tự cứu. Sau đó, cô trả thù thêm nữa là điều khiển dẫn dụ tên côn đồ đột nhập vào nhà, cưỡng hiếp và cướp đoạt tiền tài trang sức của tôi, cho tôi nếm lại cảm giác bị cưỡng hiếp mà kiếp xưa cô phải chịu, khiến tôi thân tâm đều bị dày vò, thống khổ trầm trọng, khổ đến không muốn sống. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đời này sở dĩ tôi bị người cưỡng hiếp, bị chém, bị thương là có liên quan đến tội mình đã tạo trong quá khứ. Tôi ý thức được từng quả báo giáng xuống thân mình. Đúng là tôi đã gieo gió nên phải gặt bão. Hễ đã tạo tội là phải lãnh báo ứng, không có gì oan uổng cả. Suốt thời gian ác báo ập đến, tâm tôi rất bất ổn. Tôi không ngừng than oán, thầm trách tại sao chư Phật, Bồ Tát không che chở tôi. Vì sao cảnh sát quá dở không vội phá án để tóm bằng được tên hung thủ đã hại tôi và trừng trị thật nghiêm theo quốc pháp cho xứng với tội của hắn. Nhưng bây giờ, sau khi đã hiểu rõ nhân quả rồi, tôi liền phát nguyện trước Phật. Từ nay về sau, con nguyện nỗ lực tu, hoàn toàn dứt ác hành thiện, xin nghiêm trì giới luật, hành đúng theo lời Phật dạy và nguyện sẽ giúp người hiểu nhân quả, liễu giải Phật pháp. Đối với chồng và con, xin hết dạ chăm sóc yêu thương, không bao giờ dùng tâm sân để cư xử. Khi tôi phát nguyện xong, chưa được bao lâu thì đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu, hay đến ngoài sức tưởng tượng. Bầu không khí trong gia đình đã thay đổi, biến thành ấm áp, thuận hòa. Chồng tôi hồi xưa có tính hay ghen tuông, tôi làm gì cũng bị anh nghi ngờ không tin. Chỉ cần tôi trò chuyện với ông nào đó vài câu là đã bị anh dòm ngó rất khó chịu, mất tự do. Thậm chí ở trước mặt anh, tôi cũng không dám nhắc đến tên của nam nhân nào khác, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ ra gạn mãi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Bất kể tôi đi với ai, làm gì, nói gì, anh hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu tôi có bàn luận đạo pháp cùng ai, thì không những anh rất hoan hỷ mà còn ở cạnh bên chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ rất thú vị. Anh cũng không hạn chế tôi hành thiện, ngược lại còn cổ vũ khuyến khích. Anh không hề ngăn tôi đi gặp sư phụ, nhờ vậy mà tôi được tự do học pháp nghe kinh. 3-4 năm trước, tôi và anh thường gây cãi ầm náo không ngừng. Bầu không khí trong nhà rất u ám, đến gà chó cũng chẳng yên. Nhưng từ khi tôi quyết tâm tu sửa bản thân, thệ dứt ác, tu thiện, bỏ xấu quân tốt, thì chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, gia đình tôi đã hòa thuận, tận hưởng hạnh phúc tràn trề. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Hiện giờ cả gia đình tôi đều ăn chay trường, còn tôi rất ngoan và dễ dãi, khác hẳn thuở xưa. Mặc dù cho ăn chay, nhưng sức khỏe thể trạng đều phát triển cực tốt. Mọi người ai cũng khen, còn tôi thiên đình no đầy, rất có hảo tướng và tư cách đại trượng phu. Tu theo Phật pháp
nghiêm trì giới luật, dứt ác hành thiện thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Gia đình tôi là một chứng minh hùng hồn. Bạn có muốn ứng dụng thử không? Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành. Nếu muốn không khổ thì bạn đừng gieo nhân ác. Vì sao chúng tôi có được chuyển biến kỳ diệu giống như trong phim thế? Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu không ngoài 3 điểm. 1. Tôi đối với người mình làm hại trong quá khứ chân thành sám hối, quyết tâm từ nay về sau sửa lỗi, đổi mới, không tạo ác, không phạm lỗi nữa. 2. Bình thường tôi rất ưa làm từ thiện, còn tham dự nhiều hoạt động bố thí, phóng sinh. 3. Nhờ sư phụ hướng dẫn tôi tham dự nhiều pháp hội siêu độ, đem toàn bộ công đức bái sám này hồi hướng cho quan gia trái chủ. Nhờ vậy mà được họ tha thứ, khiến tôi được giải thoát. Từ nay về sau, tôi luôn khắc ghi những lời dạy trân quý này vào lòng, luôn áp dụng để tạo hạnh phúc cho mình. Xin thuật thêm câu chuyện sư phụ đã kể cho tôi nghe. Có một vị giáo thọ 30 năm nay bị đau lưng, dù dùng thuốc chi cũng không lành. Ông từng qua Mỹ chẩn khám xong cũng không chữa được, nên cảm thấy rất đau khổ. Bệnh khiến ông cử động bất tiện nên càng rầu lo. Gần đây nhờ tin Phật Chí Thành nên ông đã thu được nhiều điều thù thắng. Với sự hỗ trợ dẫn dắt của sư phụ, các bệnh năng y của ông hiện nay đã lành. Té ra vị giáo thọ này kiếp trước là đại cao quan của triều Thanh. Do đối với phạm nhân, ông hay dùng cực hình tàn khốc hung bạo, nhất là rất ưa dùng roi, trượng quất vào lưng phạm nhân. Người bị ông đánh chết rất nhiều, không thể kể xiết. Ngoài ra ông thường dùng hình phạt kẹp tay, lăn nhục và còn đánh gãy chân phạm nhân. Do vậy mà lúc quan thân trái chủ xuất hiện thì hai tay ông không ngừng phát run, chân cũng biến thành tàn phế, vô phương đi lại, miệng luôn rên la, gào thét, không ngừng trách trời già, bất công. Người tàn bạo như thế, vì sao đời này vẫn được làm giáo thọ? Sư phụ tôi bao phen giải thích, công danh số mệnh tốt xấu của mỗi người tùy thuộc vào nhân duyên quả báo. Chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện của một đời mà kết luận, vì những nhân gieo ẩn khuất trong nhiều kiếp khác cũng có ảnh hưởng liên quan. Bởi vậy không nên oán trời trách người, đừng sinh tâm tật đố. Nhưng vì để cứu chuộc lỗi lầm trong quá khứ, rất cần bày tỏ tâm thành sám hối. Thế nên vị giáo thọ này ngay hiện trường đã quỳ xuống, hướng về quan thân trái chủ thiết tha sám hối, biểu thị lòng ăn năn tột cùng. Hơn nữa còn đáp ứng cho họ mấy điều như sau: 1. Lập bài vị siêu độ cho họ. 2. Bỏ tiền ra xây dựng chùa, làm nhiều việc từ thiện. 3. Đem hành vi bất nhân trong kiếp quá khứ công bố cho thế nhân được biết, khiến mọi người cảnh giác, không ai dám phạm lỗi này. Trải qua những giao lưu đàm phán này rồi thì không bao lâu bệnh tình vị giáo thọ kia ngày một chuyển tốt, dần dần hồi phục và lành hẳn. Thật là kỳ diệu. Tăng nữ sĩ. Con tôi nhớ có người từng hỏi Đức Lạt Ma, hiện thời Trung Quốc mỗi năm có 15 triệu phụ nữ phá thai, Ngài sẽ nhắn nhủ gì với các vị này? Lạt Ma nói, đừng để mang thai, hãy dùng đủ phương pháp để không phải mang thai. Nếu như đã mang thai thì không nên phá, bởi vì sinh mệnh bạn đang mang đó rất có thể là người bạn cực kỳ yêu thương hoặc là người rất yêu thương bạn. Chúng ta không thể biết trước được. Bởi vì hiện tại ta chỉ quan tâm, chỉ nghĩ đến trách nhiệm phải lo cho đứa bé mà không hề biết là nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình. Bản thân tôi suýt nữa cũng phá thai và đánh mất con, nhưng hiện thời bé đã được 5 tuổi rồi. Đối với tất cả chuyện này, tôi thấm thía khắc ghi tận xương tủy. Lúc mới hoài thai, tôi không hay biết, chỉ cảm thấy rất mệt, thèm ngủ, một ngày có thể ngủ đến 18 tiếng. So với người bình thường, mỗi ngày ngủ 6 tiếng, thì sự thay đổi quá cỡ của tôi khiến ông xã phát hoảng. Thế là anh chở tôi đi bệnh viện khám, đến viện trung y của bệnh viện Đồng Thiện ở Kuala Lumpur. Bệnh viện này là bệnh viện tư vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Mã Lai, hội đủ 3 viện, trung y, tây y và học viện.
Viện Trung Y hàng năm đều có học giả Trung Quốc đến chẩn khám giao lưu. Lúc đó Viện Trung Y có bác sĩ tụ tập đông nhất. Một bác sĩ Nam Kinh bắt mạch cho tôi, không thấy hiện tượng mang thai, nên ông bổ cho tôi 10 thang thuốc. Tôi dùng được 2 thang thì tối đó bỗng nằm mộng, thấy trên trời rơi xuống một đóa hoa sen vàng óng ánh chói lọi. Thức dậy tôi cảm thấy rất lạ kỳ, liền đi mua que thử thai. Trời ạ, rõ ràng hiện 2 vạch, vậy là có thai rồi, làm sao đây? Bởi không biết mình mang thai nên tôi đã cùng chồng đi máy bay suốt 4 tiếng. Ai cũng biết áp lực không trung rất bất lợi cho thai nhi. Không những thế, tôi còn đi dự tiệc và uống rất nhiều rượu vang, chưa kể là còn uống thuốc ngừa nữa. Vì vậy tôi nghĩ nếu lưu đứa bé lại, tôi e rằng nó sẽ không khỏe mạnh mà loại bỏ đi. Thật quá bất nhẫn, tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng tôi quyết định cùng chồng đi đến viện Tây Y của bệnh viện Đồng Thiện, hỏi bác sĩ xem sao. Bởi Đồng Thiện là y viện rất có danh tiếng, các bác sĩ vào đây làm bắt buộc phải có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi. Đa số họ đều du học từ Anh Quốc hay Canada về. Chúng tôi chọn bác sĩ Dư Vĩ Vân, ông khoảng hơn 50 tuổi, đã từng du học và tốt nghiệp hạng ưu tại Canada, rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi kể tình huống mình cho bác sĩ nghe. Lúc đó tôi thiên về khuynh hướng loại bỏ thai nhi. Bác sĩ Dư nghe xong trầm ngâm một hồi rồi bảo: "Tôi không dám nói là cháu bé này sẽ khang kiện, nhưng tôi tin sức sống của bé rất mạnh mẽ. Nếu hai vị chẳng muốn lưu đứa bé thì xin tìm nơi khác, vì xưa nay tôi chẳng bao giờ làm công việc nạo phá thai. Nếu các vị chọn phương án lưu bé lại thì ngày mai hãy đến gặp tôi." Tôi và chồng bàn bạc một ngày, cuối cùng thì quyết định đành cắn răng lưu đứa bé lại. Bé được 3 tháng thì tôi đi bệnh viện khám, thấy trên màn hình bé cử động không ngừng. Dư bác sĩ mỉm cười bảo: "Chà, là một cục cưng rất lanh lẹ, linh hoạt đó nha, vậy là tốt rồi, xem như thai nhi mạnh khỏe." Sau đó ông chỉ vào các điểm trên màn hình giải thích: "Đây là xương sống, tay, chân, vân vân." Trong chớp mắt tôi cảm nhận được niềm vui của người làm mẹ. Có lẽ nhờ biết thai mạnh khỏe, cũng nhờ tôi giỏi Anh văn, nên hôm đó khám xong tôi còn trò chuyện rất hào hứng với bác sĩ và phát hiện ra vị bác sĩ này quả không tầm thường. Dư bác sĩ là hậu duệ đời thứ 2 của người Hoa, tốt nghiệp đại học ở Canada xong thì ông về nước làm việc tại bệnh viện này, tính ra đã hơn 20 năm. Bác sĩ nói tiếng Anh và tiếng Mã hết sức sành sỏi, ông còn là một hành giả tu mật tông rất chí thành. Ông kể vào năm 2004, nước Thái Lan bị trận đại sóng thần, lúc đó nơi này cần đoàn bác sĩ đến trợ giúp gấp. Do công nhân hai nước Mã Lai và Thái Lan có thể tự do lưu hành qua lại, nên bác sĩ Dư liền lái xe nhà đi thẳng đến đảo Phổ Kết. Bất kể là chữa trị cho người bị nạn hay khiêng dời xác chết, ông đều dốc toàn tâm toàn lực để giúp. Ông làm công tác cứu hộ ở đây ngót 5 ngày, sau khi quay về cũng không kể cho ai nghe nghĩa cử này. Hôm nọ ông đến bái kiến sư phụ là một cao tăng Lạt Ma. Ông không cho tôi biết tên của ngài. Sư phụ vừa nhìn thấy ông thì bảo: "Vừa rồi con đã làm gì mà có quá đông người đi theo phía sau vậy? Họ đều là người ngoại quốc." Nghe vậy ông ngơ ngác nhìn sư phụ, vì thấy trong phòng hiện giờ chỉ có 2 thầy trò mà thôi. Sư phụ mỉm cười nói tiếp: "Ta nói là chỉ đám người đang theo phía sau ông kìa." Ông kinh ngạc sững người ra, sực nhớ lại ở đảo Phổ Kết suốt 5 ngày ông đã giúp xử lý gần 200 thi thể. Hơn nữa người gặp nạn đều là du khách Tây Phương. Sư phụ lại cười bảo bọn người này đối với ông hoàn toàn có ý tốt, nên không có gì phải lo ngại. Bác sĩ kể tôi nghe xong thì bảo là sau việc đó ông bắt đầu tin trên đầu 3 thước có thần minh, phải trân trọng tất cả mạng sống. Đó là lý do ông kiên quyết không hành nghề phá thai. Thời gian dần trôi qua, tình cảm trong lòng người mẹ cũng dần tăng trưởng. Tôi vẫn còn âu lo cho bé nên đi Thiên Hậu Cung rút thẻ xăm. Thiên Hậu Cung vốn có tên là Hải Nam Hội Quán, do các hậu duệ người Hoa hùng tiền xây dựng nên, xem như từng viên gạch cọng cỏ trong đây đều không dùng một xu của chính phủ. Bởi do người Hải Nam kiến lập cho nên trong đây cúng thờ Thánh Mẫu Nương Nương. Nghe nói thẻ xăm ở đây cực kỳ linh, đến nỗi sau này tên Hải Nam Hội Quán bị người ta quên lãng. Ngược lại tên Thiên Hậu Cung càng lúc càng nổi như cồn. Khi tôi rút thẻ, tôi khấn thầm điều mình muốn hỏi,
Kết quả trên thẻ ghi bằng tiếng Anh như thế này: You are pregnant, please guardian angel. Ý nghĩa là bạn đã có thai, xin thỉnh thiên thần hộ vệ. Lòng tôi có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, chắc là vô tình trùng hợp mà thôi. Thế là tôi lại rút tiếp một thẻ khác, lại ra đáp án y chang như lần trước. Tôi cảm thấy dường như trong vô hình, trời cao đang muốn hậu đãi đứa bé này. Hiện thời tôi cần phải quan tâm chăm sóc cho bé. Chớp mắt, thai nhi đã được 9 tháng, do tôi tẩm bổ quá nhiều, dẫn đến phát sinh cao huyết áp, nên phải đi kiểm tra nhiều lần. Lúc chẩn khám cuối cùng, bỗng gặp một đoàn rất đông bác sĩ và các y sinh của học viện vào tham khảo. Trong đây có một nữ bác sĩ Ấn Độ tên Ami, là giảng sư dạy tại học viện. Lúc này, màn hình hiện rõ chính diện đứa bé. Chúng tôi đồng thấy rõ, nữ bác sĩ Ấn Độ mỉm cười nói, A boy, một bé trai, chính tôi cũng nhìn thấy vậy, nhưng tôi vẫn hỏi lại mấy lượt cho bảo đảm, A boy, are you sure? Là con trai, bác sĩ chắc thế chứ? Xin cam đoan là đúng như thế. Mọi người đều khẳng định như vậy. Bác sĩ Dư chụp siêu B cho tôi, ghi tư liệu, do tôi có thai nên chứng cao huyết áp mỗi lúc càng tăng, nên cuối cùng bị quyết định là phải sinh mổ. Sẽ phẫu thuật vào lúc 9:30 ngày mồng 6 tháng 12. Nhưng một ngày trước khi mổ, tôi đã mơ thấy giấc mộng rất lạ. Bà ngoại tôi thổi xin tiền sống rất thiện lương, bà đã qua đời 20 năm rồi. Thổi giờ tôi chưa từng mơ thấy bà, nhưng tối đó tôi mơ thấy mình đến nhà thờ tổ tiên. Ông ngoại tôi đang nằm trên ghế dài, còn tôi ưỡn cái bụng thè lè đứng cạnh bên, nhưng dường như ông không trông thấy tôi. Đột nhiên bà ngoại xuất hiện trước mặt tôi. Bà ăn giận cực kỳ xinh đẹp, thanh khiết, đầu đội mão có đính viên ngọc màu xanh lục, mỗi bên tai xỏ hai lỗ, đeo hai bông tai, cũng là bảo ngọc màu lục. Tuy đang nằm mơ nhưng tôi nhớ rất rõ điều này. Vào thời Trung Quốc cổ đại, không phải tai ai cũng có thể tùy tiện xỏ nhiều lỗ và đeo nhiều bông tai, chỉ người thân phận cao quý mới có quyền xỏ nhiều lỗ, đeo nhiều bông tai. Sau khi bà qua đời rồi, mẹ tôi từng nhờ người xem giùm bà sinh về đâu, thì có được đáp án là bà ngoại tôi nhờ cả đời sống thiện lương, tâm tốt lành, nên đã được lên cõi cao tu hành rồi. Bây giờ tôi nhìn thấy bà ăn mặc tôn quý như thế, xem ra người ta coi không sai, có điều là dường như bà không nhìn thấy tôi. Lúc này ông tôi cầm gậy chỉ vào bà hỏi, đến đây làm chi? Bà trả lời nhấn mạnh hai lần, tôi muốn quay về, tôi muốn quay về. Bà đáp xong thì tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầy mình, nhìn đồng hồ thấy đúng 5:30, do không thể ngủ tiếp được, tôi liền chuẩn bị hành lý đi tới bệnh viện. Trước đó đã định là 9:30 mổ sinh cho tôi, nhưng ngay lúc này lại xuất hiện một bà nhất định cản lại làm khó, nên bác sĩ buộc phải điều đình thương lượng cùng tôi. Tôi nói, được, tôi đợi một chút cũng không sao mà. Ai ngờ gần 12 giờ thì con gái tôi sinh ra. Lúc bé chào đời, chồng tôi không ngừng chất vấn bác sĩ. Sao trước đó lại nói là con trai? Dư bác sĩ rơi vào tình thế khó giải thích, đành xin lỗi, nhận là ông khám lầm. Lúc ấy tôi cũng tin là khám lầm. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy tuyệt đối không thể là khám lầm. Bản thân dư bác sĩ có bề dày kinh nghiệm mấy mươi năm, tạm thời tôi không nói làm chi. Nhưng lúc đó tại hiện trường có rất đông người chứng kiến, ai cũng đều nhìn nhận và xác quyết giống như nhau. Ngay cả nữ bác sĩ Ami từng giảng dạy về khoa phụ sản hơn 10 năm và các chuẩn bác sĩ lưu học ở đây nữa. Một người xem thì có thể lầm, nhưng cả đoàn đều lầm hết thì quá vô lý. Cho dù có khám lầm đi nữa, vậy thì trái ớt của đứa bé trong hình giờ vẫn còn nhìn thấy rõ mồn một, từ đâu mà có. Do vậy, bác sĩ nhận mình khám sai là điều không thể, tuyệt đối không phải khám sai. Điều ly kỳ nhất là dái tai con gái tôi hiện mờ mờ đường nét, như đã từng xỏ hai lỗ, có đeo bông rồi vậy. Lẽ nào đứa bé sắp sinh là trai? Nhưng khi bà tôi quyết định trở về, thì thai kia quá thành nữ. Đây chỉ là điều nghi vấn âm thầm trong lòng tôi mà thôi. Đứa bé đầy tháng thì tôi đến Thiên Hậu Cung rút thẻ xăm để xem vận mệnh bé thế nào. Bởi lúc bé sinh ra chỉ có 2,5 kg, thuộc dạng thể trọng yếu, lại thêm do tôi phải uống thuốc trị cao huyết áp, nên lòng có chút lo lắng về bé. Kết quả trên thẻ ghi, hồng quang trên đầu chiếu,
quý nhân giáng lâm nhà. Lúc con tôi sinh ra là gần 12 giờ trưa, đúng là hồng quang chiếu trên đầu a. Lúc bé gần 1 tuổi, hôn nhân tôi phát sinh xung đột, dẫn đến vô phương duy trì. Kết quả tôi bồng con quay về nước. Lúc đó tôi rất sợ mẫu thân không tiếp nhận, vì bà thuộc loại người quá xem trọng thể diện và có tính trọng nam khinh nữ. Ai ngờ mẫu thân đối với cháu cực kỳ thương yêu. Thực ra lúc bà ngoại tôi còn sống, mẹ tôi và bà quan hệ rất tốt, đến nỗi khi bà qua đời rồi, nhiều năm sau mẹ tôi vẫn còn nhung nhớ không nguôi. Có lần mẹ tôi mắng yêu cháu ngoại: "Này, không biết tại sao bà lại bị cái thứ chó con như cháu hớp hồn kia chứ?" Trong khoảng thời gian này, tôi cùng chồng liên tục tranh cãi, nên tôi không tha thiết gì tới tương lai. Tối đó tôi đang trực tại nhà máy phát điện, trong lúc đàm thoại qua phone cùng chồng, lòng rất bực tức khó chịu. Tôi liền tắt phone, đi bật máy phát điện và đột nhiên nảy ý muốn tự tử. Đây là khu công nghiệp điện áp cao, chỉ cần tôi đưa tay vào là có thể kết thúc cuộc đời, chấm dứt mọi thống khổ. Hơn nữa hiện thời không có ai bên cạnh, nếu có xảy ra chuyện thì mọi người sẽ tưởng là do tai nạn bất ngờ mà thôi. Như vậy con gái tôi có thể hưởng được một khoản tiền trợ cấp, còn tôi thì cũng giải thoát. Tôi đang nghĩ như thế thì bỗng nghe ruột nóng điên cuồng, không ngừng nhớ đến con, vì vậy mà không thể hành động liều lĩnh. Nội tâm tranh đấu giằng co suốt 2 tiếng. Cuối cùng dường như có một lực cản vô hình rất mạnh ngăn tôi lại. Tôi nghĩ đến con mình đã bất hạnh không được cha yêu. Nếu tôi mà chết rồi thì mạng nó mong manh như cọng cỏ. Thế là tôi lau nước mắt, vịn tường, lảo đảo bước ra ngoài như cái xác không hồn. Hôm sau mẹ tôi đột nhiên lo lắng hỏi tôi: "Tối qua con không có chuyện gì chứ?" Tôi cả kinh, tưởng rằng đã bị bà nhìn thấu tim gan, vội nói cho qua: "Dạ không, chẳng có chuyện gì cả mẹ ạ." Nghe vậy mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không có gì thì tốt rồi. Tại tối qua con bé cứ liên tục khóc thét, không ngừng gọi mẹ ơi mẹ hỡi, khiến ta cho rằng con bị xảy ra chuyện gì rồi chứ." Tôi vội hỏi: "Lúc đó khoảng mấy giờ?" "Khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ. Nó không ngừng khóc gào gọi mẹ liên tục, dỗ thế nào cũng không nín, làm ta mệt chết đi được." Từ 6 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian tôi ở trong nhà máy phát điện và đang có ý muốn tự tử. Đúng là tôi bị con bé kêu về, bởi vì nó là đứa con đặc biệt vui vẻ, dễ nuôi, hầu như không hề bệnh mà cũng chẳng quấy rầy người. Hơn nữa tình huống nó kêu gào khóc lóc như vậy chỉ xuất hiện có duy nhất một lần đó thôi. Trước đây chưa từng có, sau này cũng không. Hồi đó tôi đánh liều lưu thai nhi lại, ai ngờ có ngày được cháu bé cứu mạng tôi. Con tôi không có biểu hiện gì là người thông minh nổi trội, trừ sở thích ưa mỹ thuật là gen di truyền cơ bản của cha mẹ ra, thì cháu chẳng có điểm gì xuất sắc đáng nói. Nó cũng không thừa hưởng ưu điểm hay sở trường nào của cha và mẹ. Nhưng tôi luôn quan niệm rằng, vì sao phàm phu chúng ta lại căn cứ vào trí thông minh và sự xinh đẹp để phán đoán phúc họa sớm chiều của một người kia chứ? Bởi có biết bao đứa trẻ mới đầu nhìn thấy thông minh lanh lợi, nhưng sau này lại khiến cha mẹ chuốc lấy nhiều nghiệt chướng lo phiền. Đã có biết bao cô bé xinh đẹp, nhưng sau khi lớn lên lại chẳng trốn thoát kiếp hồng nhan bạc mệnh. Hiện nay có rất nhiều thiếu phụ trẻ chung quanh tôi đang lo uống thuốc hoặc nốc thật nhiều rượu vì chẳng muốn lưu con. Họ khiến thân thể kém khỏe mạnh, không tốt cho thai nhi, rồi diễn cớ sợ con chẳng đủ thông minh, thể trạng không bình thường. Họ nêu đủ lý do để có thể dễ dàng loại bỏ thai nhi, giống như tôi ngày xưa đã suýt phá bỏ con vậy. Chuyện phẫu thuật phá thai nguy hiểm chẳng nói làm chi, vì bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là khi giết con, bạn không hề biết đứa bé bạn phá bỏ đó vốn là người yêu thương nhất của cuộc đời mình, hoặc là người đem lại may mắn nhất cho bạn. Tôi nhớ lúc con gái tôi gần 3 tuổi, mẹ tôi muốn tôi tái hôn, tôi không đồng ý, nên chúng tôi cãi nhau. Việc này trôi qua ước chừng vài tháng. Một hôm, con gái tôi ngồi chơi cùng bà, nó bỗng nói: "Bà ngoại, xin đừng bức ép mẹ cháu nữa, làm vậy cháu buồn lắm." Mẹ tôi nghe cháu nói chỉ biết rơi nước mắt. Sau đó bà bảo tôi: "Mày có đứa con như vậy, mẹ thực đỡ lo." Sau khi quy y Tam Bảo, tôi dẫn con đi Phổ Đà Sơn. Nơi đây có thiền viện Mai Phúc nổi danh, ai cũng biết.
trong đây có mấy vị sư nữ công phu tu rất thâm hậu. Hôm đó, lúc tôi dẫn con lên đến nơi, thì gặp vị ni sư già đang sưởi nắng. Bà nhìn thấy con tôi liền gọi chúng tôi tới, sau đó nói nhiều câu rất cát tường. Còn sư phụ mà tôi quy y là một vị tỳ kheo ni khoảng mấy mươi tuổi, sư xuất gia từ bé và tốt nghiệp Phật học, Diện Mân Nam, Phúc Kiến. Suốt quá trình ở bên sư phụ, tôi nhận ra bà có thần thông, nhưng sư không bao giờ tự nhận là mình có năng lực phi phàm. Thế nhưng tôi nghĩ gì, sư đều biết hết. Sư luôn dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho bé. Có lúc tôi không nhịn được, cứ than thở với sư là con bé khờ quá. Sư chỉ mỉm cười không nói gì, rồi sau đó hóm hỉnh bảo, nếu như con không muốn nuôi bé thì hãy cho ta. Mẫu thân tôi thường lén đi xem hậu vận cho tôi. Trùng hợp là có rất nhiều vị thầy đoán mệnh nổi danh đều phán con tôi mang tài lộc tới. Mà kể ra cũng lạ, khi tôi ôm con về nước một thời gian thì đã dễ dàng xin vào một đại xí nghiệp. Hơn nữa, trước khi tôi đến làm thì cơ quan này không phát lắm. Nhưng từ khi tôi bắt đầu làm việc thì hiệu quả đột nhiên tăng cao. Nhờ vậy mà trừ lương tháng ra, tôi thường xuyên được thưởng, được hưởng chế độ ưu đãi, có quyền mua những nhu yếu phẩm với giá đặc biệt. Mặc dù tôi trở thành bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con, nhưng kinh tế tương đối khấm khá. Đã có nhiều nhà tiên tri, bao gồm cả sư phụ tôi, đều nói hậu vận của tôi phi thường tốt. Thực ra tôi nghĩ, người thế gian nếu nói tuổi già tốt thì đầu tiên phải căn cứ vào con cái tốt. Bởi vì chẳng sợ sự nghiệp không thành công, chỉ sợ con cái bất hảo. Đây mới là điều quan trọng khiến ta lao đao khó thể hạnh phúc. Tôi đem kinh nghiệm bản thân kể ra, chia sẻ cùng mọi người, mong rằng tất cả, nhất là các thiếu phụ, sẽ cư xử tốt với các mầm sống vừa tượng hình trong lòng mình. Các nước Âu Tây thường chỉ trích người ta về vấn đề nhân quyền. Mới đầu tôi cũng cho đó là âm mưu chính trị, nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế. Bởi khi tôi đi khắp các nước như Tân Gia Ba, Thái Lan, Ấn Độ, Mã Lai, v.v., tôi chẳng thấy có quốc gia nào giống như đất nước chúng ta. Một đất nước mà ngay từ trên báo chí cho đến khắp hang cùng ngõ hẻm, nghĩa là ở bất cứ đâu, cũng trương quảng cáo, cổ suý, khuyến khích, tán dương phá thai, thậm chí còn khoe rằng phá thai không đau đớn gì, làm sao mà không đau được chứ. Chưa kể đứa bé đến đầu thai ấy là người có duyên rất sâu với ta, là máu trong máu, thịt trong thịt cùng ta. Vậy mà ta đành đoạn đem chúng phá bỏ, làm vậy cũng là ta đang phá luôn hạnh phúc của đời mình. Tôi hy vọng các nam nhân đọc đến bài viết này thì đối với gia đình nên có trách nhiệm với người vừa mang thai con mình. Nếu quý ông sống vô trách nhiệm thì không phải làm hại một đời người mà là hại tới hai mạng. Theo luật nhân quả dần xoay, những gì bạn tạo tác cuối cùng đều sẽ hoàn lại cho bạn. Xin đừng để việc phá bỏ con xảy ra. Xin đừng nghĩ do mình mới mang thai, dù có phá đi thì chỉ là hòn máu nhỏ mà thôi. Thực ra khi phôi thai tượng hình là đã có thần thức, bé vẫn biết đau, buồn thương, giận ghét, biết lo sợ khi cha mẹ phá bỏ, chỉ là không thể nói hay biểu lộ ra ngoài cho cha mẹ hiểu được mà thôi. Khi thai quá lớn mà phá bỏ, thì đầu mình, từng cánh tay, khúc chân bé bị cắt lìa để lôi ra, đau đến xé lòng. Giết hại mạng sống tương đương tội giết người, huống chi đó lại là đứa con. Cha mẹ nào đành tâm dương mắt nhìn con bị cắt xẻ đau đớn? Nếu bé chỉ là hòn máu, thì hòn máu ấy vẫn biết đau, biết khổ thống thiết khi bị bức tử. Vì vậy, xin bạn đừng bao giờ phá thai. Thổ Đăng Hy. Kinh nghiệm cầu siêu cho vong thai. Năm 2001, con gái tôi không cẩn thận bị dính thai lần hai. Nó gọi điện tới hỏi phải làm sao. Tôi bảo, phá thai là tội sát nghiêm trọng, vì vậy nếu con đã mang thai rồi thì phải sinh ra, tuyệt đối không được phá. Ái nữ tôi đã có con trai 7 tuổi nên rất muốn có thêm một bé gái nữa. Nó cảm thấy lần mang thai này phản ứng không giống lần trước, nên cho rằng rất có thể là con gái, liền thuận theo ý kiến của tôi. Nào ngờ 3 tháng sau, khi y viện chẩn khám thì phát hiện thai nhi không có nhịp tim và đã ngưng tăng trưởng cả tuần nay rồi. Do vậy mà bác sĩ đề nghị làm phẫu thuật lấy ra. Thế là con tôi đồng ý. Sau khi tôi học Phật rồi, hiểu rõ người chết còn mang thân trung ấm trong vòng 49 ngày là rất quan trọng. Vậy nên suốt thời gian này, nếu vong linh được thân quyến tụng kinh niệm Phật
siêu độ cho thì sẽ rất có hiệu quả, thu được lợi ích. Vì qua 49 ngày, họ sẽ nương vào lực hỗ trợ tạo thiện của thân nhân mà được đầu sinh vào cảnh tốt lành. Do vậy, sau khi biết con gái bất đắc dĩ phải bỏ thai rồi, tôi quyết định dốc sức vì dông thai bé bỏng bất hạnh, tụng 7 bộ kinh Địa Tạng cầu siêu cho cháu. Tôi nghĩ đứa bé này khi nhập thai đã hành mẹ ngót 3 tháng ròng rồi mới đi, xem ra rõ ràng là quan gia trái chủ tìm đến báo oán. Do vậy, việc tụng kinh của tôi có thể giúp hai bên tháo gỡ oan kết và cũng giúp cho con gái tôi được bình an vô sự. Vì lo cho con gái chẳng khéo tự chăm sóc mình, nếu như không nghỉ dưỡng tốt thì rất dễ sinh bệnh, nên từ Nam Kinh tôi vội vàng mua vé đến Bắc Kinh để chăm sóc cho con gái và tụng kinh siêu độ cho cháu luôn. Do vé xe khó mua mà tôi lại cần đi gấp nên phải dùng vé chợ đen. Tôi tới nhà con gái vào chiều hôm sau, dùng cơm tối xong thì đã mệt đuối, bèn nhủ thầm với dông thai: "Cháu à, hôm nay ta mệt quá, thôi thì sáng mai bà sẽ bắt đầu tụng kinh cho cháu nhé." Nhưng mới hơn 4 giờ sáng, tôi đã bị thằng rể vào phòng đánh thức nói: "Mẹ hãy vào ngủ với bé Tài. Ngọc Hân là tên con gái tôi, đau bụng dữ dội suốt cả đêm qua, giờ con phải chở vợ đến y viện khám." Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ, bèn vội đi khai kinh Địa Tạng, tụng bộ đầu tiên. Con gái tôi đến bệnh viện khám thì thấy không có vấn đề gì, bèn quay về nhà nằm nghỉ, thông tiện xong thì hết đau. Sau này các bạn đạo của tôi phân tích, diễn giải rằng có thể do tôi phát nguyện tụng kinh siêu độ cho cháu bé, nên cháu làm vậy để cảnh tỉnh tôi tụng sớm cho cháu. Do tôi vừa trải qua chuyến đi đường dài khá mệt, hàng ngày phải lo đảm trách việc bếp núc, chăm sóc con gái và tụng kinh cầu siêu cho cháu nên rất bận. Buổi trưa nghỉ ngơi một chút thì tôi tranh thủ tụng kinh Địa Tạng. Nấu cơm chiều xong thì lo khóa công phu tối và niệm Phật một tiếng. Lúc này tôi đã 67 tuổi, tuy cảm thấy rất mệt, nhưng trong lòng luôn vững tin vì nghĩ rằng mình đang làm việc cần làm của một đệ tử Phật. Mấy ngày này hễ tụng khóa tối xong, do quá mệt nên tôi vừa nằm xuống là ngủ ngay, không chút mộng mị. Nhưng một đêm nọ, tôi thấy một điềm mộng lạ và sau khi thức dậy vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tôi mơ thấy cách vách có hai tiếng người nói chuyện với nhau, một vị nói: "Hãy quan sát xem dông này sẽ sinh về đâu, cõi người hay cõi trời?" Vị kia đáp: "Theo ta thấy thì dông này sẽ sinh về cõi trời." Nghe đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc, lòng rất ngạc nhiên. Bao đêm rồi tôi không hề nằm mộng, hơn nữa từ lúc học Phật đến nay, tôi chưa hề mơ thấy giấc mộng nào có nội dung lạ như thế. Tôi sực nhớ ra trong kinh Địa Tạng có nói, nếu thân quyến tụng xong đủ số, vong linh ắt được giải thoát. Vậy có phải là tôi đã tụng kinh đủ 7 biến rồi chăng? Do mấy ngày này tôi bận rộn đến tối tăm mày mặt, nên cũng không lưu tâm tính đếm số biến kinh đã tụng. Bây giờ tôi mới bắt đầu nhẩm tính. Chiều thứ tư tôi đến Bắc Kinh, sáng thứ năm thì bắt đầu tụng. Vậy tối hôm qua là thứ tư, cũng vừa xong 7 bộ. Trong lòng tôi rất mừng, không phải vì từ khi học Phật đến nay, lần đầu được thấy mộng có nội dung đặc biệt, mà bởi vì giấc mộng này cho tôi hiểu rõ rằng mình đã tụng kinh cầu siêu cho cháu ngoại thành công, chứng minh rằng lời chư Phật, Bồ Tát chẳng hề hư dối. Tôi càng thấm thía sâu sắc câu, lời chư Phật, Bồ Tát là chân ngữ, thật ngữ, bất dối, trong kinh Kim Cang miêu tả. Giấc mộng này tôi thấy rất rõ và có ấn tượng sâu sắc, nên tôi thầm tri ân chư Phật Bồ Tát đã điểm hóa, khiến tôi đối với việc học Phật càng tăng thêm lòng tin kiên cố. Tôi lập tức rời giường đến trước chư Phật Bồ Tát, chí thành lễ lại và niệm 1000 danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để bày tỏ lòng tri ân vô cùng vô tận. Hôm sau tôi nghĩ, việc siêu độ đã hoàn tất mỹ mãn, sức khỏe con gái cũng đã hồi phục tốt, nên tôi cho phép mình được thư thả, có quyền hưởng nhàn, giải trí đôi chút, bù lại những ngày nhọc mệt đã qua. Vừa dặn tối đó truyền hình cho chiếu bộ phim trinh thám mà tôi rất thích. Do tôi học Phật chưa đủ thâm nhập nên chưa kháng lại sức cám dỗ của truyện phim. Thế là chiều đó tôi lo tụng khóa tối sớm để buổi tối có thời gian thong thả xem phim. Tối đến khi tôi đang ngồi xem phim một mình trong phòng thì bỗng nghe tiếng động vang lên ngoài cửa. Xin giải thích, nắm cửa nhà con gái tôi là vạch ngang chứ không phải hình tròn.
Mỗi khi ta nắm xoay thì nó sẽ chuyển từ hình ngang thành dọc. Tôi chăm chú nhìn nắm cửa đang xoay và biến đổi từ hình ngang sang dọc rất rõ, nên cứ đinh ninh nghĩ rằng bé Tài muốn vào chơi với tôi. Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy cháu vào, tôi nhủ thầm, cháu không vào quấy quá làm ồn thì cũng tốt, xem như tôi được an ổn xem phim. Nhưng đúng lúc phim vừa kết thúc thì tôi chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng gọi, bà ơi! Tôi khen thầm, thằng bé này ngoan quá, đợi tôi xem phim xong rồi mới đòi vào chơi, bèn lên tiếng, cháu Tài hả? Vào đây với ngoại nào! Nhưng không thấy tiếng hồi đáp, cũng không nghe bên ngoài có động tĩnh gì. Tôi liền bước tới mở cửa, nhìn quanh thì thấy bên ngoài chẳng có ai. Tôi liền gọi, Tài ơi! Con gái tôi đang nằm ở phòng kế bên, vội lên tiếng, bé Tài xuống dưới lầu chơi từ lâu rồi mẹ à! Tôi hỏi, thế chẳng phải 20 phút trước nó có đến mở cửa phòng mẹ hay sao? Nó xuống dưới chơi nãy giờ hơn cả tiếng rồi, đâu có ở đây. Vậy thì là con hay đứa nào đã đến xoay nắm cửa nơi phòng mẹ? Ngọc Hân đáp, tụi con ai cũng muốn để mẹ được an tĩnh xem phim, đâu ai qua đó quấy rầy mẹ làm gì. Tôi bảo, không đúng, quả thực hồi nãy có ai đến xoay tay nắm nơi cửa làm nó chuyển động, hơn nữa mẹ còn nghe rõ ràng tiếng gọi bà ơi mà. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra, trong kinh Bách Nghiệp có một đoạn kể rằng, chư thiên mới sinh có nguyên tắc là họ sẽ lập tức làm ngay 3 điều. 1. Xem mình từ đâu đến. 2. Nhờ nhân duyên gì mà sinh thiên. 3. Sẽ đi đến đó cảm tạ. Tôi lập tức hiểu ra, đây nhất định là dông thai đã sinh thiên rồi và quay xuống cảm tạ tôi, bởi vì nếu như cháu được thuận lợi sinh ra thì cũng sẽ kêu tôi bằng bà. Bản thân tôi vốn là một người lý trí, từ khi học Phật đến nay tôi không hề có bất kỳ ảo giác nào. Hơn nữa, những việc này phát sinh sau khi tôi đã tụng kinh cầu siêu hoàn mãn, và vào lúc tôi hoàn toàn nghỉ ngơi thư thái thì tuyệt đối không thể đổ cho là ảo giác hay giải thích theo các kiểu tương tự thế. Tôi bỗng nhớ đến giấc mộng hôm trước, và trong lòng tôi thầm chấn động cả kinh, càng thấm thía lời chư Phật Bồ Tát quả vô cùng chân thực, không hư dối. Và tôi chợt nhận ra công đức của kinh Địa Tạng thật vi diệu khôn lường. Hồi mới học Phật, tôi đọc kinh Địa Tạng, tôi chỉ nghĩ là chư Phật Bồ Tát do vì muốn dạy người ngưng ác hướng thiện nên mới thuyết như vậy thôi, nên đối với những lời trong kinh tôi chưa hoàn toàn tin hẳn. Ngay cả khi đọc kinh Bách Nghiệp, tôi cũng thấy những chuyện kể trong đây sao mà giống như thần thoại. Thế nhưng sau khi trải qua những việc lần này và các sự tình khác nữa, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng dù kinh Phật có khiến người ta cảm thấy quá kỳ bí, cao xa, khó hiểu, khó nghĩ lường, nhưng những điều chư Phật Bồ Tát đã nói ra quả là rất chân thật, không dối. Chỉ cần chúng ta có tính tâm kiên cố, chịu hành trì trung thực đúng như Phật dạy thì sẽ thể nghiệm được Phật tính sẵn có nơi mỗi người. Từ đó tôi đối với Bồ Tát Địa Tạng sinh lòng tri ân sâu nặng. Bất kể đi đâu đến đâu, hễ nhìn thấy tượng Ngài là tôi chí thành lễ bái, bởi vì Bồ Tát Địa Tạng đã giúp tôi tăng tính tâm học Phật. Chính nhờ công đức chân thực của Bồ Tát và kinh Địa Tạng đã dìu dắt giúp tôi kiên định bước đi trên con đường trí tuệ giác ngộ của Phật. Hôm nay là ngày khánh đản Bồ Tát Địa Tạng, để báo đáp thâm ân vô tận của Ngài, tối qua tôi đã viết ra bài văn này, xin đem một phần kinh nghiệm tự thân đã nếm trải qua trân trọng chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng quý vị có thể thâm tín nhân quả, tin sâu lời Phật, không sát sinh, không phá thai, thành tâm sám hối tất cả nghiệp đã tạo trong quá khứ. Xin hãy vì những chúng sinh mình từng làm hại trong quá khứ mà tụng kinh siêu độ, cầu họ sinh cõi lành, gặp Phật pháp tu hành, đồng chứng Bồ đề. Vân Phong.